Mới đây, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vừa xử phạt công ty Grab Việt Nam 60 triệu đồng theo điểm B khoản 7, điều 102 nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị công ty Grab Việt Nam phải cam kết khắc phục cũng như triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự việc tương tự xảy ra trong tương lai và chấp hành đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, qua công tác quản lý nhà nước và thông tin đăng tải trên các phương tiện báo chí liên quan đến vụ việc hình ảnh bản đồ không thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong bản đồ ứng dụng Grab vào ngày 8 tháng 4 năm 2023, Sở đã làm việc đối với công ty Grab Việt Nam để làm rõ các nội dung vi phạm. Qua làm việc, đại diện công ty đã thừa nhận việc bản đồ điện tử trên ứng dụng Grab thể hiện sai lệch chủ quyền quốc gia Việt Nam. Nguyên nhân vi phạm được xác định xuất phát từ việc Grab sử dụng bản đồ mã nguồn mở OpenStreetMap để làm bản đồ nền, sau đó chỉnh sửa, địa phương hóa dữ liệu phục vụ việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đại diện công ty cũng thừa nhận việc thiếu sót trong khâu kiểm duyệt dữ liệu bản đồ của Grab Việt Nam dẫn tới sự việc nêu trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, Grab đã huy động nhân sự tập trung khắc phục sự cố, cập nhật dữ liệu bản đồ nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia Việt Nam. Mới đây, trên website của công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh Phách Mại Hữu Hạn có đăng tải thông tin vào 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 năm 2023, tại khách sạn Majesty Plaza Thượng Hải diễn ra phiên đấu giá với tên gọi Giấy cũ phồn hoa, lịch sử văn hiến và bằng sắc trăm năm. Hiện vật đấu giá là 672 món đồ bằng giấy, trong đó có đạo sắc có khả năng là hiện vật gốc, nguồn gốc của Việt Nam, bao gồm sắc phong đã có tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ông Hán Bình Lương, Ủy viên Ban Quản lý Di tích Đền Quốc tế xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ cho biết, khi hay tin sắc phong của Đền Quốc tế được giao bán tại Trung Quốc, các bậc cao niên trong làng rất sốt ruột và lo lắng. Ban Quản lý Di tích cùng các bậc cao niên đã lập tức họp bàn với Ủy ban Nhân dân xã để xã có văn bản trình các cơ quan cấp trên trợ giúp tìm phương án đưa sắc phong trở về. Thông tin thêm về các di sản bị mất, ông Lương cho biết Đền Quốc tế xã Dị Nậu thờ Cao Sơn Đại Vương và Điện Nam thờ Quý Minh Đại Vương. Ngoài ra, 4 ngôi đền ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc còn thờ các vị tướng tài thời Hùng Vương. Đền Quốc tế vì vậy có lịch sử lâu đời, được nhận 40 sắc phong và nhiều mỹ tự của nhà vua các triều đại, trải dài theo dòng lịch sử từ triều Lê đến triều Nguyễn. Sắc phong cổ nhất được nhà vua niên hiệu Phúc Thái, niên đại Lê Chân Tông ban cho Thánh Cao Sơn vào năm 1645. Ngôi đền được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1992. Hiểu được ý nghĩa và giá trị vô giá của sắc phong, nhân dân làng Dị Nậu bao đời nay đã gìn giữ, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2021, kẻ gian đã lợi dụng thời điểm các lực lượng tập trung cho một sự kiện quan trọng của địa phương, đã dùng xà beng phá khóa và phá két sắt, lấy đi 40 sắc phong. Đại diện của các ban ngành của xã cùng người dân thời gian qua đã luôn tìm kiếm thông tin về vụ trộm, nhiều người thậm chí sẵn sàng đóng góp tinh thần, vật chất để đưa sắc phong trở về. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng nóng mưa nhiều như nước ta, cây mang tây sẽ dễ bị nhiễm nấm bệnh. Một số nấm bệnh thường gây hại trên cây mang tây như là bệnh thán thư, khô cành, thối rễ. Từ đó sẽ làm giảm năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Vậy làm thế nào để hạn chế nấm bệnh gây hại trên cây mang tây? Hết cái mùa đông này, đến mùa nắng ấm ấy, thì chúng ta đề phòng cái bệnh thán thư, nó hay gây hại trên cây mang tây. Nó do nấm nó gây hại mà, cho nên là cái bào tử nấm nó phát tán là nó cũng gây hại rất là mạnh. Nhưng mà thán thư ở trên này thì nó biểu hiện như thế nào ạ? Có những cái vết nốt thâm nâu ở trên thân này này. Vâng. Đấy, thì nó sẽ là biểu hiện, nhưng mà cái mùa này phải là mùa nóng ẩm mưa nhiều cơ. Một trong những nguyên nhân làm cho nấm bệnh phát triển là trồng cây mang tây với khoảng cách quá dày, không tỉa bớt lá già, để lá sum suê. Đến khi mưa kéo dài với lượng mưa lớn sẽ làm độ ẩm trong đất tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát triển.
sau những đợt mưa nắng xen kẽ là điều kiện để nấm than thư trong đất phát sinh mạnh. Trên thân, vết bệnh nằm rải rác dọc thân. Vết bệnh có hình dạng bầu dục dài nằm dọc thân, có kích thước to nhỏ khác nhau, dao động từ 0,5 đến 1,5 mét. Bệnh nặng thì các vết có thể liên kết với nhau, vết bệnh thường có màu nâu nhạt đến nâu sẫm. Các vết bệnh trên thân có xu hướng lõm xuống, cây phát triển kém, dinh dưỡng cung cấp từ bộ rễ bị giảm sút nghiêm trọng, lá vàng úa và héo chết lụi dần. Trước mắt trong cái quá trình này sâu bệnh nó chưa có nhiều. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải đề phòng là chính. Thì trong cái quá trình chăm sóc, bón phân, tưới nước thì anh cần lưu ý là chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp để ngăn chặn sâu bệnh hại từ trước, để cho nó không đến khi thành dịch rồi chúng ta mới phòng trừ. Ở trong nhà lưới là rất khó. Ngoài đồng ruộng đã khó rồi nhưng trong nhà lưới khó rất nhiều. Đấy, ví dụ như chúng ta phải tưới ẩm vừa phải này, bón phân vừa phải này, không được thừa đạm này, cân đối đạm lân kali này. Đấy. À, cắt tỉa những cái cành lá, cành tăm rồi những cái đọt nó ra mà nhỏ ấy thì chúng ta cũng vẫn phải thu hoạch chứ chúng ta không để lại. Đấy. Thế và cành nó rậm rạp quá thì chúng ta cắt tỉa đi để cho cây nó thẳng và nó vững chắc thì nó không xung xuê thì nó cũng sẽ ít ảnh hưởng đến cái việc mà ra mầm ở dưới. Đấy, cho nên chúng ta phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh bằng cách là áp dụng cả biện pháp canh tác, biện pháp chăm sóc, bón phân, tưới nước, cắt tỉa cành. Đấy, để cho nó hạn chế sâu bệnh hại một cách tối đa nhất. Có thể phòng trừ bằng những cái thuốc mà trừ nấm than thư. Đấy, ví dụ như là thuốc có hoạt chất difenoconazole, propiconazole, azoxystrobin. Còn những cái thuốc mà có các cái muối này nó là để phòng ngừa nấm và vi khuẩn chung thôi. Chứ còn khi mà đã bị bệnh than thư cụ thể thì chúng ta lại phải dùng thuốc khác. Theo chuyên gia Nhung, bệnh than thư không nguy hiểm, nhưng nếu không chữa trị kịp thời, bệnh sẽ lây lan và làm cho cây bị suy yếu, giảm năng suất mang tây. Do đó, khi phát hiện mang tây có dấu hiệu mắc bệnh than thư, anh Hùng cần nhanh chóng thực hiện các việc như sau. Chăm sóc cây trồng khỏe mạnh, tưới đủ nước và bón đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Tiến hành cắt tỉa các cây nhiễm bệnh đem đi tiêu hủy, tránh lây lan. Phun phòng nấm bệnh và côn trùng định kỳ. Khi cây có biểu hiện bệnh, sử dụng thuốc có thành phần azoxystrobin, propiconazole, tebuconazole.